chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel, và mình là Thương Trình đây. Hello mọi người, mình đã quay trở lại sau 2 tháng vắng bóng. Và bài tập hôm nay là bài tập đặc biệt dành riêng cho chị em phụ nữ chúng mình, những người mà hàng tháng phải trải qua một cái cơn ác mộng mang tên là period, kỳ kinh nguyệt, kỳ rụng dâu hay là ngày đèn đỏ. Có một câu hỏi mà những người tập yoga thường hay hỏi mình, đó là có nên tập yoga vào ngày kinh nguyệt hay không? Câu trả lời của mình là bạn có thể tập yoga vào ngày kinh nguyệt. Tuy nhiên, bài tập như thế nào và cách tập ra sao thì phụ thuộc vào cái việc mà cơ thể bạn có cho phép bạn tập hay không. Ví dụ như là bạn bị đau lưng quá thì nên tránh các động tác nhảy lên nhảy xuống hoặc là uốn éo lưng quá nhiều. Bạn bị đau bụng quá hoặc là bạn bị nhức đầu, bạn bị chóng mặt quá thì nên tránh các động tác về thăng bằng, mà nên tập trung vào những ngày kinh nguyệt thì nên tập trung vào những động tác mà thư giãn, thiền nhẹ nhàng, thở nhẹ nhàng, làm thư giãn thắt lưng, làm đỡ đau ở bụng dưới và làm cho bạn đỡ chóng mặt. Thì nói chung là câu trả lời là bạn có thể tập, tuy nhiên bạn phải lắng nghe vào cái thể trạng, cái cơ thể của mình để lựa chọn loại hình và cái bài tập phù hợp. Và theo mình nghĩ thì đối với một tuần kinh nguyệt, bạn không nên nghỉ hẳn hoàn toàn, trừ khi là bạn đau quá, bạn mệt quá, bạn không thể dậy được để đi tập được. Còn nếu mà bạn vẫn có thể cố gắng đi tập được thì bạn nên vẫn duy trì thói quen tập luyện, nó sẽ giữ cho cái thời khóa biểu bạn không bị skip, không bị bỏ ở giữa chừng. Và giả bộ mà bạn bỏ mất một tuần thì sau đó bạn quay lại tập, bạn lại trở nên lười hơn, hoặc là bạn quên mất là bạn phải đi tập vào tuần sau nữa, thì như vậy là nó không hay. Hãy duy trì nó thành một thói quen và hãy lựa chọn bài tập nhẹ nhàng phù hợp khi mà cơ thể bạn đang mệt, đang yếu, sức đề kháng yếu. Thì bài tập hôm nay sẽ là bài tập giúp cho bạn thư giãn phần thắt lưng dưới. Thường bị đau phần thắt lưng khi mình bị kinh nguyệt, đặc biệt là phần bụng trước, phần bụng dưới cũng khá là đau. Một số bạn thì bị nhức đầu, bạn bị đau nửa đầu, nhức đầu, chóng mặt do thiếu máu. Thì bài tập hôm nay sẽ là một bài tập nhẹ nhàng, ngắn, phù hợp cho chị em chúng ta vào ngày kinh nguyệt. Nào, kẻ hẹm ra và bắt đầu tập thôi. Nào, hãy bắt đầu bằng ngồi lên giữa thảm, sau đó đặt tay phải của bạn lên bụng, nhắm mắt và giữ lưng dưới của bạn thẳng ra. Cảm nhận toàn bộ lồng ngực được mở ra, cột sống thẳng. Bắt đầu bằng việc hít thở bụng một vài nhịp. Hít vào, nâng bụng lên. Cảm giác khí được bơm hết vào bụng, đẩy phần bụng ra trước. Thở ra, hóp bụng lại và bạn đẩy sạch sẽ hết khí ra ngoài. Hãy lặp lại như vậy một vài nhịp. Hít vào, hãy phình bụng lên, bơm hết khí vào người. Và thở ra, hóp bụng, đẩy nhẹ nhàng cho khí đẩy hết ra ngoài. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Lặp lại thêm một vài nhịp nữa theo hơi thở của bạn. Cố gắng phần bụng hết to lên khi bạn hít và hóp bụng chặt để sạch sẽ hết khí ra ngoài khi bạn thở ra. Và một nhịp hít thở cuối cùng.
Sau đó bạn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối và mở mắt ra. Rồi từ từ bạn nằm dài ra thảm, nằm hết lưng xuống thảm và bạn chập hai bàn chân vào với nhau, thả lỏng trán, thả lỏng đầu, giữ cho hai chân chặt sát vào nhau và phần hạ của bạn mở ra, lắc qua lắc lại một chút xíu cho phần thắt lưng của bạn nằm hết xuống dưới sàn, lắc cổ lại một chút xíu cho phần cổ thẳng hàng với toàn bộ người, và bạn tiếp tục đặt hai tay nhẹ nhàng lên phần bụng dưới và tiếp tục hơi thở bằng bụng, hít vào nâng bụng lên, thở hóp bụng để sạch sẽ khí ra ngoài. Hãy giữ trong tư thế này và tập trung cảm nhận vào hơi thở ở bụng. Tập trung tưởng tượng luồng khí đi vào và đi ra. Một vài nhịp cuối cùng. Sau đó nhẹ nhàng dùng hai tay và kéo hai đầu gối của bạn về giữa, hai đầu gối chạm vào nhau. Dang ngang hai tay rộng ra, sau đó bạn nghiêng hai đầu gối về bên phải, xoay mặt về bên trái, xoắn nhẹ người. Rồi lặp lại, nâng hai đầu gối lên, xoắn về bên trái rồi xoay mặt về bên phải. Lặp lại theo nhịp thở của bạn. Vẫn hít thở nhẹ nhàng, cảm nhận phần lưng dưới được massage, được xoắn qua hai bên. Cố gắng tập nhẹ nhàng và chậm rãi, ấn nhiều đầu gối xuống đất và vặn hết đầu về một bên. Hãy lặp lại thêm một vài nhịp nữa và cố gắng nhắm mắt lại để hơi thở của bạn được sâu hơn và cảm giác từ bạn dạng của bạn được sâu hơn. Bài hôm nay sẽ bao gồm những động tác rất là dễ, rất là đơn giản, cho nên bạn cứ nhắm mắt và lắng nghe theo hướng dẫn của mình thôi. Hai nhịp cuối cùng, bạn hãy xoắn hết đầu gối về bên trái, xoay khuôn mặt về bên phải và giữ lại đây một chút xíu. Rồi đổi bên, nâng hai đầu gối, xoắn hai đầu gối về bên phải và bạn xoay mặt qua bên trái.
sau đó bạn nâng lên. Từ vị trí này, hai tay bạn úp xuôi theo thẻ bám xuống sàn. Hai chân bạn hơi mở rộng ra bằng hông. Bạn không cần kéo chân vào sát quá mà hãy đạp chân ở vị trí vuông góc. Nhớ là bạn đang trong kỳ kinh nguyệt nên không cần tập căng quá, mà chỉ cần tập nhẹ nhàng theo cảm giác của cơ thể bạn thôi nha. Hai tay úp bám các ngón tay dưới sàn. Bạn nâng nhẹ phần hông lên, lật từng đốt sống, đạp bàn chân xuống. Nâng nhẹ lên từng đốt được đẩy lên. Rồi thở ra, bạn hạ nhẹ từng đốt xuống, chậm, chậm rãi, rớt từng đốt xuống sàn. Và lặp lại, hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ nhẹ nhàng xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ nhẹ nhàng, nhấn nhẹ thắt lưng xuống dưới sàn. Lặp lại, hít. Thở. Hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Hai nhịp cuối cùng, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hãy đạp chắc chân, hít vào, bám tay và nâng hông cao lên. Mình giữ lại đây một chút xíu. Vẫn hít thở dài, đạp chắc chân, nâng mông cao lên chút nữa. Rồi từ từ hạ xuống sàn, hạ từng đốt sống chậm, cho tới lúc thắt lưng bạn chạm dưới sàn, hãy đan tay lại và ôm lấy đầu gối vào người. Ôm chặt hai đầu gối và ép chặt phần thắt lưng, ép bắp đùi vào bụng và bạn lắc nhẹ về hai bên, lắc người qua lại. Sau đó, bạn gỡ hai tay và đưa vào bên trong hai đầu gối, nắm lấy hai ngón chân cái. Khuỵu hai đầu gối và kéo sát đầu gối xuống mặt đất. Và bạn tiếp tục lắc nhẹ về hai bên. Đây là tư thế Happy Baby, em bé vui vẻ. Cảm nhận thắt lưng của bạn lắc qua lắc lại massage dưới sàn. Phần lồng ngực phía trên cũng được massage, phần vai cũng được massage. Sau đó bạn khép hai chân lại và chỉ thẳng hai chân lên trời. Nếu mà bạn chưa thẳng được chân như vậy thì bạn có thể hơi khuỵu đầu gối một chút xíu cũng được nha. Hoặc là bạn có thể rướn được chân và kéo căng người bạn lên. Cố gắng đừng nhấc mông lên khỏi sàn mà ép phần lưng xuống dưới sàn, ép phần thắt lưng xuống. Giữ đây một vài nhịp. Cánh tay được kéo căng, chân được kéo căng và bụng được ép sát xuống thắt lưng. Rồi nhẹ nhàng cỡ hai tay, khuỵu đầu gối, bạn kéo chân và bật người, ngồi thẳng lưng lên.
Từ vị trí ngồi thẳng, hãy lùi hai đầu gối về phía sau và ngồi trong tư thế em bé. Bạn có thể mở hai đầu gối rộng ra, hoặc là bạn có thể khép hai đầu gối lại tùy vào việc mà bạn cảm thấy chỗ nào dễ chịu hơn. Mình thường thích mở hai đầu gối và giữ hai gót chân, hai mũi chân chạm nhau. Sau đó mình lùi nhẹ mông về phía sau và thả lỏng trán, thả lỏng khuôn mặt xuống trong tư thế em bé. Hãy giữ trong tư thế này 10 nhịp thở. Hãy dùng ý thức duốn phần mông, duốn phần xương cụt vào phần gót chân, và hãy dùng ý thức duốn từ phần vai, phần cổ, duốn cánh tay về phía trước, thì lúc này cơ thể bạn sẽ kéo theo hai chiều ngược nhau. Nhắm mắt lại và thư giãn trong tư thế em bé. Cảm nhận nhịp thở của bạn, nhịp nâng lên, hạ xuống của lồng ngực. Hãy mang ý thức điều chỉnh cho hơi thở của bạn hít vào sâu hơn, thở ra sâu hơn và chậm hơn. Giữ mỗi quãng hít vào, bạn ngửi một chút xíu rồi mới thở ra. Sau khi thở ra, bạn lặp lại, ngửi một chút xíu rồi bạn mới hít vào. Một nhịp thở cuối cùng. Hãy hít vào thật sâu và thở thật chậm ra. Sau đó bạn kéo hai tay chống về bên khuôn mặt và đẩy người lên, lùi hai đầu gối ra sau, và mình sẽ đứng lên trên bốn điểm trong tư thế cat cow. Mình sẽ tập tư thế con bò và con mèo. Hãy xòe các ngón tay rộng ra và bám dưới sàn. Cổ tay vuông góc với vai, đầu gối vuông góc với mông. Lắc nhẹ người về hai bên, phát lỏng qua, lỏng về bên phải và về bên trái. Cảm nhận sự di chuyển của cơ thể của bạn. Sau đó bạn quay về vị trí trung tâm, mình bắt đầu tập chuỗi động tác khép cao, hạ phần rốn xuống, hạ thắt lưng xuống nhiều hơn, sau đó từ phần bụng bạn kéo và dưới người hít vào nâng lên. Thở ra cuộn từ cằm, kéo xuống ngực, nâng lồng ngực lên, đẩy người và cuộn tròn lại, đẩy thẳng tay và đầu gối, thở hết ra, rồi lặp lại hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt, kéo lồng ngực dưới. Thở ra, cuộn các đốt sống tròn lại. Bạn hãy úp xương cụt vào để phần lưng dưới của bạn cũng được đẩy lên luôn. Lặp lại, hít vào. Thở ra. Động tác thở ra này người ta gọi là angry cat, con mèo giận dữ. Hít vào, thao, con bò. Thở ra, cat. Một vài nhịp nữa, hít.
Hít. Thở ra. Hai nhịp cuối cùng, hạ thấp lưng. Hít. Và thở ra. Từ vị trí con mèo, bạn hãy quay về vị trí trung tâm, lắc nhẹ người, lắc nhẹ tay và thắt lưng về hai bên. Đưa tay phải của bạn vào giữa thảm và bạn chui vai trái, chui tay trái vào giữa cái lỗ ở giữa đầu gối và cổ tay. Bạn nghiêng qua, xoay mặt hết về bên phải cho tới lúc mà bạn cảm giác được vai trái của bạn nằm dưới sàn, thì bạn vươn cánh tay phải theo mang tay, vươn dài ra và mở cái phần lưng phía trên, mở cái phần lồng ngực bên phải của bạn ra và giữ ở đây. Lúc này phần thắt lưng của bạn sẽ được thư giãn. Hãy hít và thở ra nhẹ nhàng trong tư thế này. Hãy cảm giác được đầu bạn đang chạm xuống dưới sàn và đồng thời vai bên trái của bạn cũng đang nằm trên thảm luôn. Nếu được, bạn hãy nhón mũi chân bên phải lên và đạp thẳng chân phải về phía sau. Và bạn hãy giữ lại ở đây. Sau đó, hạ đầu gối, chân phải xuống dưới sàn, kéo tay bên phải chống về gần khuôn mặt và bạn nâng người lên, chống tay trái về bên kia trở lại. Mình đổi qua bên kia, hãy bám tay trái vào giữa thảm, bạn chui tay tay phải vào giữa cái lỗ của đầu gối và cánh tay, chui qua và rạp vai bên phải về sàn. Sau đó bạn vươn tay trái qua quả đầu, mở lồng ngực lên. Hãy giữ lại ở đây một vài nhịp thở. Và nếu được nữa, bạn hãy nhón mũi chân trái, dồn lực lên đầu gối bên phải và bạn đạp thẳng chân trái của bạn ra phía cuối thảm. Giữ ở đây. Để tránh cho việc người mình bị lật ngửa ra sau, thì hãy bám chắc hai tay của bạn xuống dưới sàn và rướn thẳng chân ra. Một nhịp thở nữa thôi. Hãy hạ đầu gối xuống sàn, kéo tay phải trái về gần khuôn mặt, đưa tay phải về vị trí cổ, lắc lư người lại nhẹ nhàng. Lắc qua, lắc người lại nhẹ nhàng. Sau đó bạn hạ hai cùi chỏ xuống sàn, thế vào vị trí của hai bàn tay, đan các ngón tay chặt lại, rạp người về phía sau cho tới lúc mũi của bạn chạm dưới sàn. Lúc này cánh tay được kéo giãn ra và phần mông của bạn chỉ về phía sau. Giữ trán và mũi chạm dưới sàn, giữ cho cánh tay của bạn thẳng ra, đừng để tay cong lại. Cố gắng rướn cho cánh tay thẳng thì lúc này vai của bạn sẽ được vươn dài ra. Hít và thở chậm một vài nhịp trong tư thế này. Và từ vị trí này, hãy ngẩng mặt nhìn lên, sau đó đưa hết cằm về phía trước cho tới lúc cằm và mũi tay, ngón tay cái của bạn thẳng hàng nhau, bạn nhón mũi chân sau. Mình sẽ đẩy người lên trong tư thế đơn phình, là tư thế con cá heo.
nhón mũi chân bám dưới sàn, nâng đầu gối lên và đẩy hết một người về phía sau, dẹn ra, giữ lại một vài nhịp. Cảm nhận lực dồn lên cánh tay và bả vai, mông chỉ cao lên trời, trườn lên. Rồi từ từ, hạ vươn người về phía trước, cầm thẳng hàng với ngón tay, hạ đầu gối xuống, bàn tay quay về vị trí cùi chỏ, lắc người nhẹ về hai bên, lắc qua lắc lại lỏng ra. Từ vị trí này hãy bám chặt tay và mình đẩy người lên trong tư thế đào gót, tư thế chữ V ngược, đẩy hết người ra sau, tay xòe rộng bàn dưới sàn, và bạn có thể khuỵu nhẹ đầu gối để rạp đầu xuống, rướn về phía sau. Hoặc là nếu được, bạn hãy thẳng đầu gối hẳn ra luôn, mục đích là chướn lưng của bạn cao lên, nhướn phần lưng dưới, phần thắt lưng và phần mông chỉ cao lên trời. Sau đó, bạn vươn người về trước, giữ người thẳng trong tư thế tầm ván, đồng thời hạ đầu gối chân trái dưới sàn và bước chân phải lên giữa hai tay. Khuỵu đầu gối, tiến người về phía trước một chút xíu, hoặc là bạn có thể lùi chân trái về sau một chút xíu và giữ chặt lưng thăng bằng. Ở vị trí này, bạn dùng hai tay ôm lấy đầu gối bên phải và thả lỏng đầu xuống. Giữ đây một vài nhịp giữ thăng bằng, bạn hãy dùng bàn tay này nắm quỳ chỏ của tay bên kia, thả lỏng đầu xuống một vài nhịp. Sau đó gỡ hai tay ra, chống xuống thảm trở lại, lùi chân bên phải ra sau và hạ đầu gối xuống sàn. Đẩy người lên trong tư thế chữ V ngược lại, rạp về sau, rướn lưng. Mình sẽ tập cho bên trái vươn người về trước, sau đó hạ đầu gối chân phải và bước chân trái của bạn lên giữa hai tay. Chỉnh lại cho đầu gối trước vuông góc với cổ chân và đầu gối sau không giữ vuông lên mà mình ép nó về phía trước. Sau đó thả lỏng khuôn mặt xuống, bạn dùng tay ôm lấy cùi chỏ, tay trái ôm lấy cùi chỏ phải, tay phải nắm cùi chỏ trái và bạn thả lỏng người xuống sàn. Lại một hơi thở nữa thôi, rồi thả lỏng hai tay, chống dưới sàn và bạn lùi đầu gối về phía sau, đứng trên bốn điểm trở lại. Hãy lắc người qua hai bên, lắc nhẹ lưng, lắc nhẹ vai về hai bên. Từ vị trí này, bạn khép hai đầu gối vào và khép hai mũi chân vào, lùi người ngồi trong tư thế ngồi lên gót chân ở phía cuối thảm của bạn. Mở lồng ngực về phía trước, hai tay đặt lên đùi. Hít vào, vươn hai tay lên trời, duỗi dài tay duỗi lên. Thở ra, rạp người về phía trước, bám tay xuống sàn. Giữ cho tay vuông góc, duỗi người lên, bạn hạ ngực, hạ cằm. Duỗi người về phía trước, uốn lưng trong tư thế rắn hổ mang. Sau đó bạn lùi ngược về phía sau, vẫn giữ đầu gối dưới sàn. Thả lỏng ép về sau trong tư thế em bé. Và mình lặp lại. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, ngồi lên gót chân, mắt nhìn theo tay, duỗi lên. Thở ra, bạn duỗi về phía trước, bám hai tay xuống sàn. Sau khi bám được hai tay, bạn đưa vai về trước cho lúc nào mà vai và cổ tay bạn thẳng hàng nhau. Sau đó bạn mới khuỵu cùi chỏ, hạ ngực, hạ cằm. Bạn duỗi về trước, uốn lưng rướn lên tư thế rắn hổ mang và lùi ngược về sau trong tư thế em bé, lỏng về phía sau. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận sự di chuyển nhịp nhàng của cơ thể bạn. Hít vào,
vươn lên, ngồi lên gót chân, hai tay vươn lên trời vươn lên. Thở ra, đổ ra về phía trước, vươn tay xa ra, bạn như xa. Rửa người về trước, nhỉnh mông lên, hạ ngực, hạ cằm, truyền hết về đầu hạ, cuốn lưng vươn lên, rửa người về phía sau. Ép mông vào gót chân trong tư thế em bé. Và tiếp tục, hít vào, cuốn người vươn lên, hai tay chắp, nhìn theo tay. Thở ra, vươn dài về phía trước, chống tay, hạ ngực, hạ cằm, hít vào, lật người vươn lên, thở ra lùi ngược về sau, ép mông vào gót chân. Và một vòng cuối cùng, hít vào, ngồi lên gót chân, hai tay vươn lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra, bạn vươn người về phía trước, chống tay xuống sàn, hạ ngực, hạ cằm. Hít vào, cười người, vươn lưng dưới lên. Sau đó lùi ngược về phía sau và thả lỏng trong tư thế em bé. Thả lỏng trán xuống sàn, thả lỏng khuôn mặt ra. Hãy hít thở lại nhẹ nhàng. Sau đó, từ vị trí em bé, bạn hãy chéo hai chân, chống tay nâng người lên rồi chéo hai chân, lùi về sau và ngồi thét lên phần mông. Đưa hai chân của bạn về trước và rướn dài ra. Vươn thẳng hai chân về trước, bạn giữ mũi chân và gót chân chạm vào nhau. Hít vào, vươn hai tay lên trời rướn lên. Thở ra, rạp nhẹ người về trước, bạn chỉ vươn trong khả năng của mình thôi, không cần kéo căng cơ gân kheo dưới đùi quá. Nắm lấy chân và rạp người về trước, rườn từ từ, kéo dạ, lưng rườn ra. Bạn không cần phải chạm được trán hay là nằm rạp người xuống sàn, chỉ cần kéo theo khả năng của mình, rườn ra, rườn nhẹ ra. Không cần dồn sức quá nhiều, rườn cho lưng kéo dạng ra là được. Từ vị trí này, hãy kéo cằm và rướn về trước, rướn cằm vươn khuôn mặt về trước. Giữ lại một vài nhịp ở đây. Hít và thở nhẹ nhàng. Mỗi nhịp hít vào, bạn cảm nhận lưng bạn được rướn về phía trước thêm chút xíu. Sau đó, vươn hai tay và nâng người lên, hít vào, rướn người kéo lên. Thở ra, hạ hai tay xuống bên cạnh mông. Từ vị trí này, bạn hãy chặt hai bàn chân lại và nằm ngửa người về phía sau trong tư thế mà ban đầu mình đã tập. Hai bàn chân bạn chặt vào nhau, hai đầu gối bạn mở rộng ra. Và bạn đặt hai bàn tay lên phần bụng dưới. Hãy quay lại hơi thở, hít bằng bụng và thở dài ra bằng bụng. Sau đó bạn khép hai chân vào. Dang hai tay và lắc nhẹ đầu gối về hai bên, lắc qua, lắc lại lưng nhẹ nhàng. Quay về giữa thẹn, dùng hai tay và ôm lấy đầu gối. Hãy co đầu lên và ép căng phần thắt lưng, gồng căng người lại. Rồi từ từ thả lỏng đầu dưới sàn. Từ vị trí này, bạn hãy nắm lấy hai ngón chân trong tư thế Happy Baby, lắc nhẹ lưng về hai bên. Sau đó, bạn chặt hai đầu gối, đổ nghiêng hết người qua một bên, nằm cuộn tròn lại.
chống tay xuống dưới sàn và đẩy người ngồi thẳng lưng lên. Hãy ngồi về vị trí lưng thẳng, dướn các đốt sống dài lên. Hãy nhắm mắt và thư giãn đỉnh đầu, giữ cho toàn bộ cơ thể của bạn và ý thức của bạn được thư giãn, được yên tĩnh trong vòng một vài nhịp trước khi mình kết thúc bài tập. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng blog Yogi Travel VN và Thương Bình trong bài tập yoga cho chị em phụ nữ, bài tập yoga cho kỳ kinh nguyệt vừa rồi. Hy vọng là những di chuyển, những chuyển động trong nhẹ nhàng trong chuỗi bài tập vừa rồi sẽ giúp bạn đỡ đau bụng phía trước, đỡ đau lưng và đỡ bị nhức đầu chóng mặt hơn. Chúc mọi người tập vui và mọi người đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để chờ thông báo về các bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người, hy vọng gặp mọi người vào bài tập lần sau.